Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải công tác giả soát hồ sơ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị cập nhật nội dung, nghiên cứu, khảo sát, đánh giá khả năng quy hoạch xây dựng cảng hàng không tại một số sân bay quân sự, Thành Sơn, Biên Hòa, trong trường hợp đủ điều kiện vào dự thảo quy hoạch. Hiện hai sân bay Thành Sơn và Biên Hòa phục vụ mục đích quân sự. Theo kiến nghị của các địa phương, chính phủ đã chỉ đạo lập tổ công tác nghiên cứu việc chuyển đổi thành sân bay lưỡng dụng và báo cáo chính phủ xem xét quyết định trước tháng 9 năm 2022. Trong thời kỳ 2021-2030, mạng cảng hàng không được quy hoạch theo mô hình trục nan với hai đầu mối chính tại khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hình thành 28 cảng hàng không bao gồm 14 cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh. Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ và Phú Quốc, 14 cảng hàng không quốc nội, Lai Châu, Điện Biên, Sapa, Nà Sản, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Dạch Giá, Cà Mau và Côn Đảo. Về tầm nhìn đến năm 2050, sẽ hình thành hai trung tâm vận tải hàng không đầu mối trung chuyển quốc tế mang tầm cỡ khu vực tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tư đưa vào khai thác các cảng hàng không mới, đảm bảo 100% dân số khu vực đồng bằng và 95% dân số khu vực miền núi có thể tiếp cận với cảng hàng không trong phạm vi 100 km. Hồ sơ quy hoạch kiến nghị hình thành 31 cảng hàng không tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm 14 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không quốc nội đồng thời hình thành một số cảng hàng không, sân bay tại các đảo, quần đảo có nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và có điều kiện tự nhiên thuận lợi. Sau khi giả soát, Cục Hàng không Việt Nam đã xác định lại phương án quy hoạch cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, giai đoạn đến năm 2030 là 25 triệu hành khách một năm, tầm nhìn đến năm 2030 là 30 triệu hành khách một năm. Cảng hàng không Chu Lai giai đoạn đến năm 2030 là 10 triệu hành khách một năm, tầm nhìn đến năm 2030 là 30 triệu hành khách một năm. Mặt bằng giao bán căn hộ ở Hà Nội tăng đến 10% so với cùng kỳ năm 2021 nhờ sự xuất hiện của các dự án hạng sang, trong khi thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập mặt bằng giá mới từ lâu. Báo cáo thị trường quý 2 của Collier cho biết giá sơ cấp thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh đã tăng khoảng 5% so với quý trước, đặc biệt là ở khu Đông Thủ Thiêm. Trong khi đó tại Hà Nội, sự xuất hiện của các dự án hạng sang của Masterrise và Capital Land khiến mặt bằng giá tăng xấp xỉ 10% so với cùng kỳ về thị trường thứ cấp, dữ liệu từ CBRE cũng ghi nhận giá bán trung bình ở Hà Nội đã lập đỉnh mới, đạt ngưỡng 1.293 đô la Mỹ một mét vuông, tăng 9% so với cùng kỳ và cao hơn nhiều so với mức tăng 4 đến 5% của thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí các dự án cao cấp ở một số quận trung tâm như Hai Bà Trưng, Đấm Đa, Ba Đình còn có mức tăng trên 10% theo năm. Trong quý 2 vừa qua, trung cư ở thành phố Hồ Chí Minh tăng giá 4%, phân khúc cao cấp, trung cấp và 7% ở phân khúc bình dân so với năm 2021. Còn ở Hà Nội, phân khúc bình dân tăng giá đến 14%, trung cấp tăng giá 7% và cao cấp tăng giá 12%. Lý giải về sự tranh lệch kể trên, các chuyên gia cho rằng nền giá hầu hết các phân khúc ở Hà Nội đều đang thấp hơn ở thành phố Hồ Chí Minh, do đó dư địa tăng giá còn lớn hơn. Với đà tăng trưởng này, dự báo rằng giá một số phân khúc chung cư tại thủ đô sẽ tiếp tục tăng cao, tuy nhiên khó đuổi kịp thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giá giao bán trung cư bình dân ở thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 35 triệu đồng một mét vuông, trung cư trung cấp khoảng 55 triệu đồng một mét vuông và trung cư cao cấp từ 90 triệu đến hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó tại Hà Nội giá giao bán trung cư bình dân khoảng 30 triệu đồng một mét vuông, trung cấp 40 triệu đồng một mét vuông và cao cấp là 90 triệu đồng một mét vuông. Trong bối cảnh thị trường châm lắng với nguồn cung ngày càng khan hiếm, các nhà nghiên cứu bất động sản cho rằng mức giá nhìn chung sẽ giữ xu hướng tăng do nhu cầu ở thực của người dân rất lớn. Dữ liệu khảo sát cho thấy trong 7 tháng đầu năm, chung cư là loại hình bất động sản duy nhất ở Hà Nội có lượng quan tâm tăng trưởng dương. Mặt khác, giá nguyên vật liệu xây dựng, chi phí nhân công, thời gian dự án kéo dài do tắc pháp lý cũng là những chi phí được cộng thêm vào giá bán dự án. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo đầu tư xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang, nâng cấp các công viên vườn hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn làm trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang, nâng cấp các công viên vườn hoa trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố sẽ đầu tư xây dựng mới 6 công viên, gồm công viên Chu Văn An trên địa bàn huyện Thanh Trì, quy mô 50,93 ha do Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đầu tư thực hiện. Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1, khu đô thị mới Cầu Giấy, diện tích khoảng 31,7 ha do công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng thực hiện. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công viên trung tâm là doanh nghiệp dự án công viên khu đô thị Tây Nam Hà Nội diện tích 11,2 hecta do công ty trách nhiệm hữu hạn VNT thực hiện. Công viên văn hóa Kim Quy diện tích khoảng 101,09 hecta nhà đầu tư là công ty cổ phần tập đoàn mặt trời. Công viên Hồ Phùng Khoang diện tích khoảng 11,8 hecta do liên danh công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội và công ty cổ phần đầu tư xây dựng đô thị thực hiện. Công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao quận Hà Đông diện tích khoảng 96,7 hecta Thành phố cũng xác định cải tạo, chỉnh trang, đầu tư xây dựng 5 công viên bao gồm Công viên Thiên văn học Hà Đông, Công viên lịch sử văn hóa Bách Thảo, Ba Đình, Dự án đầu tư xây dựng Công viên Hữu Nghị, Bắc Tử Liêm, Công viên Vườn Hoa Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Công viên Văn hóa Thể thao quận Đống Đa. Thành phố cũng sẽ cải tạo nâng cấp 45 công viên vườn hoa hiện có, trong đó 3 công viên và 10 vườn hoa được cải tạo ở mức độ 1 gồm Công viên Bách Thảo, Công viên Thủ Lệ, Công viên Thống Nhất và các vườn hoa. Bà Kiệu, Lý Thái Tổ, Diên Hồng, Tân Cổ, Bác Cổ, Tao Đàn, Ngô Quyền, 19 tháng 8, Cửa Nam, Phùng Hưng. Cải tạo mức độ 2 với 10 công viên, Linh Đàm, Bắc Linh Đàm, Bán Đảo Linh Đàm, Ba Mẫu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Đền Lừ, Indira Gandhi, Nguyễn Trãi, Hòa Bình và 22 vườn hoa, Lê Trực, Vạn Xuân, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Giảng Võ, Lý Tự Trọng, Pasteur, Đại học Thủy Lợi, Đại học Công đoàn, Đào Duy Anh, Hà Đông, Trúc Bạch, Tiểu Cảnh, Bãi Nhãn, Mai Xuân Thưởng, Thiền Quang, Thanh Niên, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Cao, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Định Công, mùng 1 tháng 6, Ngọc Lâm.